cách này nhỉ? Cái trang Hùng Dương nữa thì nhỉ? Nó cho cái nick này. Hai đội khởi động thì mình để thế này, lát thì mình chỉnh lại khung hình các bạn nhé. Trong tuần trận trước Long An, Tia Sáng 2 thắng VA Đức Giang
Đức Giang thắng Long An 3-1. Sau đây đến lượt thể công khởi động lưới các bạn. Xong thể công khởi động lưới thì hai đội sẽ thi đấu. Vâng, em đây ạ. Vâng, em có vào tí ạ. Vâng, ok anh, xong em vào. Vâng, ok anh.
anh em chia sẻ dần giúp mình đi anh em ơi, để like cho có động lực. Ít mắt xem này like bình luận không sung, không có động lực. Tại vì mục đích chính like này để phục vụ mọi người xem thôi. Nhưng mà ít người xem quá thì nó không có động lực. Wow, Quốc Duy cắt tầm cao. Và mình tin rằng nếu trận này thắng với tỷ số là 3-1 hoặc 3-0, đồng nghĩa với việc nếu Thể Công có 3 điểm ở trận này thì bất biết kết quả trận cuối cùng giữa Biên Phòng và Ninh Bình ra sao, thì Thể Công cùng với Biên Phòng sẽ là hai đội đến cúp Hùng Vương. Và mình nghĩ với thực lực của Thể Công thì nếu đến cúp Hùng Vương thì 90% sẽ là vào chung kết. Cũng còn chưa cần biết là đối thủ là ai. Chào bác khỏe Ruby nha, Thể Công cố lên, ok, cảm ơn bác. Anh chị em kiểm tra xem khung hình đã ổn cho mọi người âm thanh nữa nhé.
Bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh đến từ thương hiệu VSD, fanpage bóng chuyền HD Live, kênh bóng chuyền HD và kênh VSD Capeto Volleyball. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận thi đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền quốc gia giữa hai đội trong trang phục áo trắng gần màn hình của các bạn, đó là đội Long An Lavia. Bên kia lưới trong trang phục áo đỏ xanh, đó là đội Thể Công. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 5 tháng 3. Hiệp 1, đội giao bóng trước đó là Long An, cầu thủ giao bóng là chuyền 2 Bùi Văn Mạnh đến từ Kim Bôi Hòa Bình. Kim Thị Tháp một pha gõ dài về sâu. Chuyền 1 của Vũ Văn Cao, nhanh chồng của Kitty Thát, vẫn là những pha tấn công chưa gắt. Điểm bóng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Long An, và người tấn công trong pha bóng vừa rồi đó là đội trưởng Lê Hoài Hận, cầu thủ mặc áo số 7. 1-0 cho Long An. Vẫn là Bùi Văn Mạnh phát bóng. Biên 4 đang là Quốc Duy. Quốc Duy rồi, tầm cao, bóng đã trên búp của hàng chắn Long An. Điểm bóng cho Thể Công 1-1. Trận này nếu Thể Công thắng với tỷ số 3-0 hay 3-1 thì bất biết kết quả trận cuối cùng của bảng đấu giữa Biên Phòng gặp Ninh Bình ra sao, thì Thể Công cũng sẽ chắc suất đi cúp Hùng Vương vào ngày 23 tháng 3 tới đây. Lọt quá tốt của chuyền hai Phan Công Đức, lại là một pha bật tại chỗ, bóng lọt càng. Điểm bóng cho Thể Công 2-1. Nhưng trước đó cũng phải kể đến một pha cứu bóng của chuyền hai trẻ Phan Công Đức, chàng trai đến từ Quy Châu, Nghệ An, đã từng đạt rất nhiều giải cá nhân. Chuyền hai xuất sắc trong màu áo của đội trẻ Thể Công, chuyền hai xuất sắc của giải trẻ tại Tam Đảo Vĩnh Phúc, chuyền hai xuất sắc nhất giải câu lạc bộ trẻ tại Bắc Cạn năm vừa rồi. Đó lại là Lê Hoài Hận. Hai đều cho Long An, hai điểm cho Long An đều là Lê Hoài Hận ghi, và hai điểm cho Thể Công đều là Quốc Duy ghi. Tại sao mình ghi tiêu đề Thể Công Quốc Duy và Long An Hoài Hận? Không được rồi, một pha phối hợp không hiểu ý của Thể Công. Điểm bóng cho Long An 3-2. Văn Nam vẫn còn cái chân rất khéo nhưng không được. Điểm bóng cho Thể Công 3-3. Đội hình ra sân của Thể Công: chuyền hai Phan Công Đức, đối chuyền Quốc Duy, cặp đôi chủ công Kitty Thát, ngoại binh người Thái Lan Văn Nam Seven, chàng trai đến từ Quảng Trị, cặp đôi phụ công đó là Phạm Mạnh Tài Phú Thọ, Nguyễn Vũ Hoàng Vinh City Nghệ An, libero là Vũ Văn Cao và Phan Quý Chi. Bỏ bóng của ngoại binh Campuchia chưa thành công. Cơ hội phản công, ai đây? Biên hai của Quốc Duy, đó lại là Quốc Duy. Vâng, vâng, không được rồi. Rất nỗ lực cứu bóng của libero Thanh Sang, một tân binh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất nỗ lực nhưng không thành công. Điểm bóng cho Thể Công 4-3. Phạt bóng vẫn là phụ công, cầu thủ duy nhất của bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam. Phụ công không cần libero, phụ công bao bắt bước 1. Pha chặt bóng về ý kỹ thuật của Long An, điểm bóng cho Long An 4-4. Vâng, một pha tấn công lao lên các bạn ạ. Nam Seven, cầu thủ đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong màu áo của đội tuyển Việt Nam thi đấu SEA Games tới đây, có thể nói là chuyên gia với những pha tấn công chiến thuật. Nam Seven, chuyên gia tấn công chiến thuật.
Quốc Duy phát bóng rất mạnh, vỡ chuyền một rồi, ăn điểm trực tiếp. Điểm bóng cho Thể Công 6-4. Hôm nay tiếp tục sẽ là hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ của Quốc Duy và Thể Công. Nếu ngày hôm nay Quốc Duy bùng nổ thì tại Cúp Hùng Vương Quốc Duy cũng sẽ còn bùng nổ hơn nữa và nhiều khả năng. Nếu Biên Phòng và Thể Công đi Cúp Hùng Vương thì sẽ lại là một trận chung kết giữa Biên Phòng và Thể Công. Đấy là cá nhân mình dự tính như vậy. 3-3 của Kittitat. Xử lý vẫn còn, sang luôn. Đó là một phút thiếu tập trung của các cầu thủ Thể Công. Điểm bóng cho Long An 5-6. Diễn biến đầu tiên của trận đấu cũng chưa nói lên điều gì, tại vì khoảng 10 điểm đầu tiên của hiệp đầu tiên mỗi trận đấu đều phản ánh không phải là luôn luôn đúng với thực lực của cả hai đội. Tiến Minh, ông bầu của Thái Thụy Thái Bình có comment Thể Công phải thua và Ninh Bình phải thắng 3-1 mới có cửa 90%. Tháo Hoàng, Anh Thảo, Quang Toàn. Chỉ cần Thể Công thua thì Ninh Bình thắng với bất cứ một tỷ số nào cũng vào em nhé. Tại vì thành tích thì là của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng như Liên đoàn Thế giới thì họ tính thành tích theo số trận thắng xếp trên. Dù có thể là điểm cao hơn nhưng số trận thắng ít hơn vẫn xếp dưới. Nên nếu hôm nay mà Thể Công thua thì trận cuối Ninh Bình chỉ cần thắng với bất cứ tỷ số nào thì Ninh Bình và Biên Phòng sẽ là đội đi Hùng Vương. Còn nếu hôm nay Thể Công thắng 3-1 hoặc 3-0 thì chắc chắn Biên Phòng và Thể Công sẽ là hai đội đi. Nhưng mà xếp vị trí nhất nhì sẽ phụ thuộc vào trận cuối cùng. Rất gọn gàng của Kittitat. Điểm bóng cho Thể Công 8-6. Nhưng mà xác suất để hôm nay Thể Công thua thì cũng ngang với xác suất của trận cuối Biên Phòng thua Ninh Bình. Điều đó rất khó xảy ra, tại vì mặc dù là nếu trận cuối cùng hôm nay Thể Công thắng 3-1 hoặc 3-0, trận cuối cùng nếu tính theo vị trí xếp hạng thì chỉ là thủ tục thôi. Ninh Bình chắc chắn sẽ ở vị trí thứ 3. Nếu cho dù là có thắng Biên Phòng nhưng mà nó có liên quan đến xếp thứ hạng cộng điểm của cả hai vòng đấu. Vì vậy nên trận Ninh Bình với Biên Phòng cũng rất căng thẳng. Các đội năm nay xếp vị trí cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp. Vì vậy mỗi điểm của mỗi trận đấu đều rất quý giá. Quá tuyệt vời, đó là Bùi Văn Mạnh, chàng trai đến từ Kim Bôi Hòa Bình, niềm tự hào của người con xứ Mường, Kim Bôi Hòa Bình. Một pha tấn công ngay hai chuyền rất nhanh. Điểm bóng cho Long An lúc này là 8-0. Bùi Văn Mạnh là một sản phẩm của lò đào tạo Biên Phòng. Biên Phòng sản sinh ra rất nhiều chuyền hài hay. Tấn công 3 hàng sau tốt của Quốc Duy và tấn công gần như trên cần. Điểm bóng cho Thể Công 9-8. Lúc này là chuyền hài trẻ Phan Công Đức, chuyền hài số 14 của Thể Công. Cá nhân Đỗ Nguyên Thành nhận định thì trong tương lai chắc chắn Phan Công Đức nếu duy trì phong độ ổn định, tiến bộ thêm một chút nữa thì Phan Công Đức sẽ có tên trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cầu thủ trẻ số 14 có kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật tốt, có thể hình tốt, có sức bật chắn bóng tốt. Chỉ thiếu một chút kinh nghiệm và thiếu một chút bùng nổ nữa thôi. Phát bóng ra ngoài của chuyền hài Thể Công. Điểm bóng cho Long An 9-10. Minh Hiếu xem góc nhìn này vẫn sướng hơn nhà đài. Ở góc nhìn này thì thường như anh em nào biết về bóng chuyền thì thích xem, tại vì nhìn được hai đội chạy chiến thuật, những miếng đánh chiến thuật thì nhìn ở góc độ này sẽ chuẩn xác hơn. Vì vậy nên vâng, một pha tấn công nhanh của Nguyễn Vũ Hoàng vào thẳng người của libero Thanh Sa. 11-9. Vì vậy nên cái phần mềm mà thống kê trận đấu mọi người cũng phải đặt ở cuối sân các bạn ạ. Phát bóng là Kittitat, nhưng pha phát bóng tấn công của chủ công người Thái Lan.
chia sẻ thêm với anh chị em Kittithat cũng được gọi vào đội hình của đội tuyển Thái Lan, nhưng không biết là anh có tham gia hay không. Thái Lan thì có lẽ là mỗi câu lạc bộ chỉ được 2 cầu thủ lên tuyển thôi. Phản công ba bàn sau rất mạnh nhưng phòng thủ tốt của Thanh Sang. Vừa rồi là lỗi chuyền bóng 2 chạm. Vâng, có nghĩa là dân dã là chuyền bóng 2 tiếng, chuyền bóng vào tay, lỗi kỹ thuật, điểm bóng cho thể công 12-9. Thái Lan thì mỗi câu lạc bộ khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì chỉ được 2 cầu thủ thôi. Còn trường hợp nếu triệu tập lên 3 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia thì 3 cầu thủ đấy về thi đấu giải quốc nội thì chỉ được 2 cầu thủ vào sân. Và có một điều mở nữa là nếu đội hình chính của đội tuyển quốc gia được triệu tập thì bắt buộc phải có mặt. Nhưng nôm na là 14 cầu thủ được triệu tập hay 18 cầu thủ được triệu tập thì có khoảng 8 cầu thủ thi đấu chính thức, gồm 2 libero và 6 cầu thủ thì sẽ không được quyền lựa chọn. Còn lại những cầu thủ dự bị thì có được quyền lựa chọn là có lên tuyển hay không. Đấy là theo cá nhân mình nắm được thông tin như vậy. Còn xác suất chính xác 100% thì mình không khẳng định. Bóng ngoài sân mất rồi. Điểm bóng cho Long An Lavia 11-12. Biên 4, Nam Seven, bóng không ăn tay. Và tấn công cố tình phá chắn của Nam Seven nhưng bóng không chạm chắn. Điểm bóng cho Long An Lavia 12 đều. Phát bóng vẫn là đội trưởng Lê Hoài Hận. Dẫn Thái Bình, Tiến Minh nhìn mà thương anh trai quê mình quá. Phát bóng ra ngoài 13-12 cho thể công. Nguyễn Vũ Hoàng phát rất khó. Biên 2. Đó là pha tấn công của Ngọc Trí. Lê Ngọc Trí, cầu thủ số 16, ngày hôm nay thi đấu ở vị trí là đối chuyền. Phụ công số 6 Minh Hòa phát bóng. Bóng đã chạm chắn, vẫn trong sân. Đó là pha tấn công của Phạm Mạnh Tài. 14-13 cho thể công. Phạt bóng tấn công của Quốc Duy rất mạnh, ăn điểm trực tiếp rồi. Ngày hôm nay Quốc Duy thi đấu rất bùng nổ với 2 pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp. 15-13 cho thể công. Tuần Hoàng anh trai bình luận. Tiếp tục lại là một pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp nữa của Quốc Duy. 16-13. Có lẽ Quốc Duy hợp với vitamin phát bóng lỏng tay rất kỹ thuật. Ngọc Trí đập bóng tốt của đối chuyền Ngọc Trí. 14-16 cho Long An. Liệu vitamin không lên tuyển, vitamin không được triệu tập lên tuyển của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, có phải là một thứ vitamin mà Quốc Duy sử dụng hiệu quả hay không? Có nghĩa là sau khi Quốc Duy không có tên trong danh sách được triệu tập lên tuyển thì thi đấu đã hay hơn các bạn ạ. Một pha cắt bóng tầm rất cao hàng sau 32 của Quốc Duy.
Vừa rồi từ góc nhìn dọc sân thì có thể thấy pha cắt bóng đấy là của những cầu thủ quốc tế các bạn ạ. Xem pha cắt bóng đấy thì tự nhiên lại nhớ đến có nhiều fan hâm mộ gọi Quốc Duy là Nishira Việt Nam. Nishira Duy. Xứng đáng. 17-14. Minh Hiếu comment vitamin CAI à, đúng rồi. Anh nghĩ mãi là không hiểu là vitamin gì. Đúng rồi, đúng nó là vitamin CAI. 18-14 cho thể công, cách biệt là 4 điểm. Và ban huấn luyện của Long An Lavia đã xin tạm dừng 30 giây hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên này. Anh chị em đừng quên, mọi người đang xem live stream đến từ bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh, chủ của thương hiệu VSD, chuyên sản xuất những đôi giày cây sân bê tông, quan trọng là không đau gối. Nhiều năm chơi sân bê tông sẽ không đau gối của thương hiệu VSD. Ngoài ra thì còn những bộ quần áo thi đấu như thể công hay biên phòng mặc ở giải vô địch quốc gia. Giày thì có size từ 37 đến 45. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Trở lại với trận đấu. Nam Seven phát bóng. Trọng Tuấn, bóng chuyền Việt Nam năm nay đổi màu SEA Games được không anh? Nhiều khả năng sẽ đổi màu thôi, nhưng mà quan trọng là đổi lên hay đổi xuống. Năm nay cứ có màu là thành công rồi. Indo với Thái thì là quá mạnh, chủ nhà Campuchia cũng tiến bộ rất nhiều, lại còn được thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Quang Đoàn, Tân Bình đến từ Sanet Khánh Hòa phát bóng, nãy là Nishida. Phòng thủ tốt. Tiếp tục vẫn là Nishida, mình tin là như vậy. Không phải Kitty Thát. Kitty Thát hôm nay thi đấu có vẻ là không sung. Những pha cắt bóng của Kitty Thát lực chỉ chiếm khoảng 80%. Vừa rồi anh có ra hiệu cho chuyền hai Phan Công Đức là chuyền thấp một chút nữa. 16-18 cho Long An. Lê Quang Đoàn. Rất nhanh tay, đó là Phạm Mạnh Tài. Chàng trai đến từ đất tổ vô hùng, càng ngày thi đấu càng chín chắn và chững chạc. Bản photo của Nguyễn Vũ Hoàng. 19-16 cho thể công. Và bây giờ chính Phạm Mạnh Tài là người phát bóng. Trận đấu gần đây nhất trong màu áo của thể công gặp Ninh Bình thì Phạm Mạnh Tài đã phát bóng rất tốt. Rất gọn gàng. Phụ công mặc áo số 11 của Long An. 17-19 cho Long An. Tiếp tục là dị nhân Nguyễn Vũ Hoàng. 20-17. Vũ Hoàng được cả gia đình hai bên, đặc biệt là gia đình bên ngoại, cực kỳ đam mê và yêu bóng chuyền. Trận đấu với Ninh Bình vừa rồi thì là bà ngoại và con trai của Nguyễn Vũ Hoàng từ Mộc Châu Sơn La đã đi xe xuống để cổ vũ. Và hết hiệp 1 rồi, Nguyễn Vũ Hoàng mới nhìn ra là bà ngoại, con trai và vợ ngồi trên khán đài. Tiếp tục lại là pha xử lý hai chuyền nữa của Bùi Văn Mạnh. Chúng ta lại phải nhắc đến cái tên Bùi Văn Mạnh, một sản phẩm của lò đào tạo biên phòng. Rất tiếc thời điểm anh đang phong độ cao thì anh có chấn thương lưng và sau đó anh đã phải nghỉ một thời gian. Ra quân sau hơn một năm nghỉ không thi đấu chuyên nghiệp thì anh tập luyện trở lại và thi đấu trong màu áo của Long An. Đó là biến ánh sở trường cực kỳ hiệu quả của Kitty Dad và thể công. Chắc chắn nếu hôm nay trên sân phần nhiều khả năng bán kết, nếu thể công đi cúp Hùng Vương sẽ là gặp Sanet Khánh Hòa ở vị trí thứ hai. Đấy là mình dự tính là như thế. Nhưng mà vị trí sẽ phụ thuộc vào trận cuối cùng giữa Biên Phòng và Ninh Bình. Còn nhiều khả năng mình dự tính thì sẽ là thể công nếu đi cúp Hùng Vương gặp Sanet Khánh Hòa. Và đặc biệt là chú Bùi Quang Ngọc cùng với ban huấn luyện của Khánh Hòa sẽ đưa ra cái phương án chống Kitty Thác với những pha tấn công chung sau.
pha tấn công chung sau trong trận đấu với Ninh Bình và những pha tấn công như vừa rồi trong trận đấu anh chị em đang xem là cực kỳ hiệu quả của ngoại binh người Thái Lan Kittikat. Điểm bóng trên sân đang là 22-19 sau pha lỗi dính bóng của Long An, khoảng cách đã là 4 điểm. Long An xin tạm dừng trận đấu hội ý lần thứ 2 của hiệp đấu thứ nhất, đồng nghĩa với việc hết quyền hội ý. Biên phòng và Ninh Bình mấy giờ anh Hoàng comment vậy? Biên phòng và Ninh Bình vào cùng giờ trận này nhưng mà là ngày mai bạn nhé, cũng vào 3 giờ chiều. Sau khi hội ý thì Long An đã cắt được điểm của thể công 19-22. Lê Hoài Hận phát bóng, Hồ Hữu Tiến, chàng trai đến từ thành phố Thanh Hóa. Hồ Hữu Tiến ghi điểm thứ 23-19 cho thể công. 2 năm gần đây nhất Hồ Hữu Tiến thi đấu trong màu áo của Ninh Bình và anh đã có 2 chức vô địch quốc gia cùng với Ninh Bình, với những Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức, Anh Phi, Thanh Tùng, Quang Khơi. Cù Văn Hoàn, Lâm Văn Xanh. Quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân, điểm bóng cho thể công nhưng trọng tài biên là bóng đã chạm người của thể công trước khi ra ngoài và Long An có xin challenge. Huy comment sau vòng 1 có xếp hạng CD để đánh 2K chú, 2-0 chú. Chưa. Vâng, challenge trên sân xem lại là chưa chạm tay. Điểm bóng cho thể công. Set point 24-19, 5 set point cho các chàng trai thể công. Phát bóng vẫn là phụ công Hồ Hữu Tiến. Một phụ công có thể chống đẩy liền một lúc 100 chiếc chống đẩy. Đó lại là Nam Seven, chuyên gia tấn công chiến thuật. 25-19 kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Thể công đã nhẹ nhàng vượt qua Long An và hai đội sẽ đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ hai. Vòng này tính hai đội cuối bảng xuống hạng luôn hay còn vòng nào nữa? Không, vòng này chỉ tính xếp hạng thôi, cộng với vòng 2 nữa, sau đó thì mới tính là hai đội cuối hai bảng là xuống hạng luôn. Vì như vậy nên nó hấp dẫn đến cả những trận cuối cùng của vòng này, hai đội vẫn phải chắt chiu điểm số, tại vì có thể vòng 2 nhiều đội có tiềm lực và có nguy cơ xuống hạng, họ sẽ tăng cường ngoại binh rất khủng.
Theo thông tin mình nhận được thì có một đội nam đã khả năng vòng 2 sẽ mang đối chuyền Kurek người Ba Lan về các bạn nhé. Kurek Ba Lan, cao 2m10, đối chuyền của Ba Lan. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì thể công trong trang phục áo đỏ xanh chuyển qua gần màn hình của các bạn, còn Long An thì qua bên kia lưới trong trang phục áo trắng. Hiệp đấu đầu tiên thể công đã nhẹ nhàng vượt qua Long An với tỷ số 25-19, và bây giờ là hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ hai, thể công là đội giao bóng, phát bóng là chuyền hai trẻ Phan Công Đức, chàng trai đến từ Quỳ Châu, Nghệ An. Vừa rồi trọng tài bắt lỗi của chuyền hai Long An, chuyền hai của Long An hàng dưới, nhưng mà vừa rồi trong pha bóng nhảy chuyền anh đã để bóng qua sân của thể công, đó là lỗi hàng dưới nhảy qua bóng trên vạch 3m, điểm bóng cho thể công 1-0. Đó là Minh Hòa, cú công số 6, điểm bóng cho Long An 1-1. Đội hình ra sân của hiệp đấu thứ hai này, thể công đã có sự thay đổi người. Người vừa tấn công ghi điểm đó là Hồ Hữu Tiến. Hồ Hữu Tiến đã vào thay Nguyễn Vũ Hoàng. Điểm bóng cho thể công 2-1. Kittithat, chủ công người Thái Lan, sẽ là người thực hiện pha phát bóng tấn công này. Chuyển một rất tròn của Quang Đoàn và bật cao bỏ nhỏ kỹ thuật của Quang Đoàn mang điểm thứ hai về cho Long An 2-2. Rất bay, đập bóng rất mạnh của Quốc Duy và tấn công từ biên hai, 3-2 cho thể công. Cầu thủ một khi đạt phong độ cao thì có thể nói là không có thể có gì cản nổi được Quyết Huy. Cầu thủ là một trong số ít cầu thủ có khả năng kéo khán giả tới nhà thi đấu, cầu thủ có khả năng giúp ban tổ chức bán vé giải đấu được. Nguyễn Văn Quốc Duy, đối chuyền số 5 đến từ Trà Vinh, pha bóng tương đối nhạy cảm, bóng trong sân, tốc độ rất nhanh. Điểm bóng cho Long An 3-2. Chủ công số 5 Lê Quang Đoàn trong màu áo Long An, áo trắng bên kia lưới, năm ngoái thì lại thi đấu trong màu áo của thể công các bạn nhé. Năm ngoái thể công có hai cầu thủ đến từ Sanet Khánh Hòa, đó là Quang Đoàn và Thanh Phương. Năm nay Thanh Phương đã chuyển sang màu áo của Hà Tĩnh và Quang Đoàn thì chuyển sang màu áo của Long An. Lâu chưa? Em vừa xong đây. Xong muộn đấy à? Quên mất. Điểm bóng cho Long An 4-3. Nhanh chóng Nam Seven, chuyên gia tấn công chiến thuật, điểm bóng cho thể công 4-4. Thể công còn một phụ công nữa rất cao, đó là tung cột điện 2m. Tiếp tục lại là những pha phát bóng tấn công của Quốc Duy. Lần này không ăn điểm trực tiếp nhưng cũng gián tiếp mang cơ hội về cho đồng đội. Vẫn là Quốc Duy, không cho ai cả, cho chính Quốc Duy luôn. Đó là pha phản công 3-2. Điểm bóng cho thể công 5-4. Phát bóng tấn công vỡ chuyền một, tạo cơ hội phản công và tự mình kết liễu, 5-4 cho thể công. Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ là một pha phát bóng hết lực. Nếu ăn điểm pha phát bóng khoảng thứ 3, thứ 4 mới là phát bóng lỏng tay. Biên hai, không phải cơ hội phản công. Ai đây? 3-3 của Kittithat, không được rồi, sang bóng đi. Ngày hôm nay có lẽ là Kittithat thi đấu với phong độ không được cao. Điểm bóng cho Long An 5-5.
qua hiệp đấu đầu tiên và 5 điểm bóng đầu tiên của hiệp đấu thứ hai thì chưa thấy Kitiat ra tay đúng với phong độ của mình. Lao lên, thành công rồi. Nam Seven chuyên gia tấn công chiến thuật mang điểm thứ 6 về cho thể công 6-5. Libero Vũ Văn Cao ra nghỉ và Phan Quý Chi. Libero cũng đến từ Nghệ An, đã vào để phòng thủ pha tấn công này. Có lẽ là một pha tấn công từ biên 4 của Lê Hoài Ân. Và người phòng thủ sẽ là Phan Quý Chi. Một pha phòng thủ chéo sân. Rất tiếc, thể công phát bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Long An 6-6. Nếu thể công có vượt qua Long An ở hiệp đấu thứ hai thì mình hy vọng rằng Tùng Cột Điện phụ công cao 2m đến từ Bỉm Sơn Thanh Hóa sẽ được ban huấn luyện của thể công tung vào thay cho Phạm Mạnh Tài ở hiệp đấu thứ ba. Phát bóng ra ngoài, điểm bóng cho thể công 7-6. Anh đưa sang một mình. Anh nhìn mình thôi. Phương này phải chống con. Phạm Mạnh Tài phát bóng. Một chân sau đầu, bỏ bóng, lăn xả của Phạm Mạnh Tài, bật tại chỗ. Pha bật tại chỗ này có vẻ lực đã gắt hơn. Điểm bóng cho thể công 8-6. Nếu như thể thức cũ các bạn ạ, trận đấu này 3-2 sẽ hợp lý cho cả hai đội, là thể công nhiều khả năng đi cúp Hùng Vương với chiến thắng 3-2. Nhưng mà thể thức như bây giờ thì bắt buộc phải là 3-0-3-1 đối với kể cả thể công cũng như Long An cũng muốn có 1-2 điểm hoặc kể cả 3 điểm. Thể thức mới là không có sự nhường nhịn, không có sự vay nợ. Điểm bóng cho Long An 7-8. Chuyển một tốt của Vũ Văn Cao. Nhanh chồng của Kitty Tat. Bóng cao tầm mặc dù không lực. Một pha điền bóng vào chỗ trống của ngoại binh Thái Lan. 9-7 cho thể công. Chắn rất mạnh từ biên ai của đội trưởng Lê Hoài Ân. Điểm bóng cho Long An 8-9. Giặt là Mai Huấn set 1, ai thắng rồi AD set 1, thể công thắng với tỷ số 25-19 bạn nhé. Đây đang là set thứ 2. Điểm bóng đang là 9-8. Và phối hợp không hiểu ý. Cơ hội. Đó là Ngọc Trí. Điểm bóng cho Long An 9-9. Vừa rồi là pha phối hợp chưa ăn ý giữa ngoại binh Thái Lan và chuyền hai Phan Công Đức. Có lẽ là ký hiệu. Chuyền hai Thái Lan chưa nhớ rõ lắm. Bỏ bóng của Hồ Tiến vẫn còn. Quang Đoàn, biên hai chăng? Đúng là biên hai. Ra lực rồi. Điểm bóng cho thể công 19. Phát bóng tấn công của Kitty Tat. Rất mạnh. Quang Đoàn, phòng thủ tốt của Phan Quý Chi nhưng mà bóng đã qua cọc giới hạn ra ngoài. Điểm bóng cho Long An 10-10.
Bóng rất bay. Quốc Duy và một pha chặt bóng vì không biết bóng vào tay hay là vào người của Minh Hòa. Có lẽ Minh Hòa đã giơ tay bo người che bóng. Điểm bóng cho Thể Công 11-10. Thiên Kiều chào AD nhé. Ok, chào Thiên Kiều, chào gần 600 anh chị em đang xem. Chúc mọi người sức khỏe, an lành, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đồng đồng trận này Thể Công thắng 3-1 hoặc 3-0 là chắc suất tham dự cúp Hùng Vương anh nhỉ? Đúng rồi em, trận này Thể Công thắng 3-1 hoặc 3-0 thì chắc chắn Thể Công và Biên Phòng là hai đội chắc suất đi cúp Hùng Vương. Bất biết kết quả trận cuối giữa Ninh Bình và Biên Phòng ra sao. Trận cuối giữa Biên Phòng và Ninh Bình trong trường hợp Thể Công thắng 3-1 hoặc 3-0 chỉ là trận thủ tục để xếp hạng. Giữa Biên Phòng với Thể Công đội nào là nhất và nhì bảng thôi em ơi. Ngọc Trí bỏ bóng, Hồ Hữu Tiến bọc lót, Quốc Duy cố lên. Không được, pha tấn công về y đã để ngoại binh người Campuchia bắt bài. Pha chắn chốt đi gọn gàng tầm cao của ngoại binh người Campuchia. Điểm bóng cho Long An 11-12. Nhanh chóng lại là chuyên gia tấn công chiến thuật Nam Seven 13-11. Rất nhiều người có đánh giá là Nam Seven cầu thủ duy nhất của Thể Công được triệu tập lên tuyển. Nhưng mà lên tuyển lần này là danh sách sơ bộ 18 cầu thủ, sẽ có 4 cầu thủ phải về. Và Nam Seven là một trong những cầu thủ có tỷ lệ được trả lại câu lạc bộ cao. Nhưng cá nhân Đỗ Nguyên Thanh thì nhận định rằng với phong độ như hiện tại thì Nam Seven vẫn nên có mặt trên đội tuyển. Vì đôi khi là đội tuyển cũng cần, trong một thời điểm nào đó sẽ cần những pha tấn công chiến thuật. Và người tấn công chiến thuật có thể nói đã quen và từ rất lâu rồi, có thể nói đó chính là Nam Seven. Mình hy vọng Nam Seven sẽ có mặt để đi SEA Games trong tháng 5 tới đây. Phát bóng tấn công của Quốc Duy rất khó. Bóng trong sân. Tiếp theo lại một pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp nữa của Quốc Duy. Chỉ được với 1,5 set đấu nhưng Quốc Duy đã có 4 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp rồi. Vị trí libero của đội tuyển quốc gia lần này đó là trung trực của Sanet Khánh Hòa và Duy Phúc của Tràng An Ninh Bình. Ban huấn luyện cũng chỉ triệu tập 2 libero thôi, đồng nghĩa với việc là nếu không có đột biến như chấn thương xảy ra thì vị trí libero sẽ là không thay đổi, trung trực và Duy Phúc xứng đáng. Còn xáo trộn là vị trí chuyền hai, anh chị em thử comment xem nếu như anh chị em hiện tại chuyền hai đang có 3 suất và 1 suất sẽ phải nghỉ ở nhà. Đó là chuyền hai Giang Văn Đức của Tràng An Ninh Bình, chuyền hai Đinh Văn Tú của Sanet Khánh Hòa và chuyền hai Đinh Văn Duy của Biên Phòng. Theo như mọi người, ai sẽ là người về? Vẫn còn, cố lên. 3-2, đúng vậy, nhanh lên. Tốc độ không được rồi. Đường chuyền vừa rồi hơi cao một chút. Đà của Quốc Duy là đà bật tại chỗ trong tình huống phản công vừa rồi, nhưng đường bóng hơi cao. Đâm ra các cầu thủ Long An có thời gian để chắn bóng. Điểm bóng cho Long An 12-15. Lê Duy ơi, đội Long An chắc hơn chảo lửa VSD anh nhỉ. Long An nếu mà đánh 6-6 thì chấp chảo lửa khoảng 10 quả. Chấp chảo lửa 10 điểm là cân đấy. Nhưng mà phải đánh ngoài trời. Rất tiếc Long An lại phát bóng lỗi. Điểm bóng cho Thể Công 16-12. Cảm ơn gần 600 anh chị em đã cho Đỗ Nguyên Thanh được phục vụ mọi người nhé. Mặc dù là phục vụ free thôi, nhưng mà có 600 anh chị em vào xem để tạo động lực cũng như truyền cảm hứng Đỗ Nguyên Thanh tác nghiệp thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Tầm cao của Lê Ngọc Trí, đối chuyền số 16 vừa rồi tấn công 3 hàng sau tầm rất cao.
điểm bóng cho Long An 13-16. Lê Duy ơi, sao truyền 2 của Ninh Bình Anh Phi không được gọi anh? Tại vì đã gọi 3 truyền 2 và 1 truyền 2 phải đi về rồi em, nên gọi 4 truyền 2 làm sao được. Anh Phi cũng có rất nhiều gọi là mình gọi như nào lợi thế, cũng có rất nhiều lợi thế riêng, nhưng mà chỉ gọi được 3 truyền 2 và loại 1. Vì vậy Giang Văn Đức cũng có những lợi thế riêng, Đinh Văn Duy cũng có những lợi thế riêng và Đinh Văn Tú cũng có những lợi thế riêng. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những cầu thủ nào mà phù hợp với chiến thuật của ban huấn luyện. Các bạn có thể thấy là pha tấn công nhanh chồng 3-4 của Kitty Thát, những pha bật rất cao, co chân và vẫy tay rất nhẹ nhàng, nhưng mà lực già lại gắt, điểm bóng cho thể công 17-14. Chặt bóng lòng tay không được, bóng đã chạm sàn. Một điểm bóng cho Long An, lại là Lê Hoài Ân, đội trưởng Lê Hoài Ân. Lê Duy ơi, em xem anh Phi truyền hay mà anh. Ok, anh Phi truyền hay mà anh Phi truyền tốc độ và biến hóa cực kỳ là tốc độ. Sơn VN miền Trung thích nghe anh Thanh bình luận hơn nhà đài. Ok anh, cảm ơn em. Lần này Kitty An không thể qua được hàng chắn của Long An, điểm bóng cho Long An 16-17. Bảng B đang diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm của Nam gồm 5 đội. Thì duy nhất Bình Dương đã thi đấu xong các bạn nhé, nhưng Bình Dương đã để thua cả 4 trận và hiện xếp cuối bảng. Bình Dương sẽ ở lại bảng B. Hai đội xếp thứ 2 và thứ 4 sẽ chuyển qua bảng A bên kia. Bây giờ em xem truyền hai anh Phi hay nhất. Ok em. Với cá nhân anh thì là mọi người bày tỏ đều là quan điểm của cá nhân của từng người, mỗi người có một góc độ nhìn khác nhau, anh luôn tôn trọng quan điểm cá nhân của từng người mọi người nhé. Nên bản thân anh khi nói ra cái điều thì trước mọi người, đặc biệt là trên live stream đông anh em xem, thì anh luôn luôn anh nói là quan điểm cá nhân, chứ anh không nói là quan điểm của anh là đại diện cho một tập thể hay là một gì đó, mà luôn luôn là quan điểm cá nhân. Thì anh cũng luôn luôn tôn trọng quan điểm cá nhân của mọi người, mỗi người mỗi góc độ nhìn khác nhau. Đập bóng tốt của đội trưởng Lê Hoài Ân từ biên ai, điểm bóng cho Long An 17-19. Bùi Quang nhà đài On Sport còn không nhớ tên cầu thủ nghe mà chán. Đúng rồi, nếu mà nghe nhầm tên thì cũng hơi chán chán, nhưng mà không sao, tại vì các bạn nhà đài còn đang trẻ. Pha tấn công ra ngoài của thể công, điểm bóng cho Long An 18-19. Với lại các bạn ở nhà đài là không thường xuyên đi tác nghiệp, vì việc của các bạn ấy là thể thao và còn nhiều việc khác nữa. Còn ví dụ như trường hợp anh nhớ hơn, vì là anh chuyên chỉ có về bóng chuyền thôi, nhưng các bạn hết giải bóng chuyền có thể các bạn này làm giải bóng đá rồi bóng bàn rồi các giải. Vì thế nên các bạn ấy nhầm lẫn là chuyện bình thường. Tiếp tục lại là những pha tấn công về y. Quan sát là 3 pha tấn công về y của thể công, khi mà ngoại binh người Campuchia chắn chốt y đều không thể qua tay được. Đó là những pha chốt y nhưng mà ôm chéo. Biết ý đồ phá chắn của thể công của ngoại binh người Campuchia rất tốt. 3 pha chắn ăn điểm trực tiếp của ngoại binh người Campuchia. Nhanh chồng. Vâng, lần này thì là bắt khăn mặt. Phòng thủ tốt của Thanh Sang. Bóng lại ra ngoài mất rồi, rất đáng tiếc. Tuyệt vời Long An, điểm bóng cho Long An 20-19. Lần đầu tiên trong trận đấu, cả hiệp 1 lẫn hiệp 2 này, Long An đã vượt lên dẫn trước thể công 20-19 với khoảng cách là 1 điểm. Ngay lập tức ban huấn luyện của thể công đã xin tạm dừng trận đấu hội ý. Khương Hương, anh Thanh quá tuyệt vời. Thật ra mình hơi đáng tiếc vì cái bản quyền độc quyền của nhà đài On Sport nhé.
Vì cái bản quyền tài trợ này thứ nhất là không được công khai, thứ hai là họ độc quyền. Nhưng mà mình tin tưởng một ngày tới đây bóng chuyền Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam sẽ rất phát triển các bạn ạ. Các bạn phải hình dung như này, nếu như Trung Quốc ấy, họ cấm YouTube, cấm Facebook. Quốc Duy phá chắn thành công từ biên 4, điểm bóng cho thể công 20 đều. Trung Quốc họ cấm YouTube, cấm Facebook, cấm rất nhiều thứ của tư bản hay là của những nước phương Tây. Và mới đây là ChatGPT thì họ cũng cấm. Ngược lại thì phương Tây họ cũng cấm TikTok các bạn ạ. Nhưng các bạn thấy Việt Nam mình tuyệt vời không? YouTube có, Facebook có, ChatGPT tự do thoải mái, TikTok cũng tự do thoải mái. Chính phủ Việt Nam, đường lối của Việt Nam rất là tuyệt vời, cởi mở. Mình như thế mình mới nhận được nhiều cái giá trị tốt đẹp. Mình chả tội gì mà không nhận, kệ cho người ta đánh nhau, mình ở giữa mình cứ nhận. Nhưng ngược lại là bóng chuyền tại sao lại độc quyền, rất là buồn. Trở lại với trận đấu 21-20 cho Long An. Lại là chuyên gia tấn công chiến thuật Nam Seven, 21 đều cho thể công. Hồ Huy Tiến phát bóng, chàng trai đến từ thành phố Thanh Hóa với những đường phát bóng bay. Ai đây? Một pha gõ bóng lỏng tay đĩnh đạc của ngoại binh người Campuchia. Bóng không lực nhưng có tốc độ và có độ xoáy. Đặc biệt là gõ vào đúng cái vị trí biên 4, một vị trí phòng thủ sát lưới rất khó. Vị trí đấy thường là chỉ bắt những pha bật chắn ra ngoài. 22-21 cho Long An. Đối chuyền Lê Ngọc Chí sẽ là người thực hiện phát bóng. Lại là Nam Seven, chuyên gia với những pha tấn công chiến thuật. 22 đều, Nam Seven không mạnh về những pha tấn công biên 4 điều chỉnh. Đó là những pha tấn công biên 4 bóng cao, nhưng những pha tấn công chiến thuật nhanh chồng, chồng lao hay lao len thì Nam Seven có thể được gọi là chuyên gia. Và khi lên hàng công thì đội trưởng Truyền Hai Xuân Thanh đã lại nhường lại vị trí cho Truyền Hai trẻ Phan Công Đức. Cầu thủ trẻ có tầm chắn tốt hơn Xuân Thanh. Đúng ra tuổi như của Xuân Thanh là cũng đã nghỉ ngơi rồi, nhưng mà vì dìu dắt Phan Công Đức cũng như các cầu thủ trẻ, anh đang cố gắng thi đấu miệt mài để truyền lại những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ. Thể công phát bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Long An 23-22. Nguyễn Thư Nhi, anh Thanh bình luận tuyệt vời, quan trọng ở chất giọng anh ạ, à, nghe nó khỏe đấy. Nhưng mình đột nhiên anh... Ok em, hơn 600 anh chị em. Rất tiếc, ngoại binh người Campuchia lại phát bóng ra ngoài. Điểm bóng cho thể công 23 đều. Bây giờ người phát bóng, chàng trai đến từ miền đất khói lửa lịch sử Quảng Trị, Nam Seven, chuyên gia tấn công chiến thuật sẽ là người thực hiện phát bóng. Cầu thủ duy nhất được gọi lên đội tuyển quốc gia trong màu áo của thể công. Chắn bóng vẫn còn. Lần thứ hai, Lê Hoài Ân không được. Phan Công Đức bật rất cao, chúng ta cùng chờ xem quyết định. Pha bật cao của Phan Công Đức, nhưng mà bóng vẫn chưa qua, tay vẫn chưa qua lưới. Điểm bóng cho thể công set point 24-23. Ngay lập tức, ban huấn luyện của Long An Lavia đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Các bạn vừa rồi có thể chứng kiến Phan Công Đức, Truyền Hai trẻ, bật rất cao các bạn ạ. Những pha chốt chắn y của Phan Công Đức tầm cũng rất khó chịu. Nhiều chủ công khi tấn công vào vị trí chốt y của Phan Công Đức cũng phải khóc thét. Trong tương lai có thể nói không xa không gần, nếu Phan Công Đức chỉ hoàn thiện thêm kỹ thuật một chút, và đặc biệt là vấn đề tinh thần. Phan Công Đức thi đấu trên sân thì mình quan sát là nhịp độ cứ đều lững thững các bạn ạ. Chỉ cần có những thời điểm Phan Công Đức đột biến lên một chút thì vị trí chuyển hai đội tuyển quốc gia tương lai không ai khác chính là Phan Công Đức. Chàng trai trẻ đến từ Quỳ Châu, Nghệ An mặc áo số 14 đã thâu tóm tất cả các danh hiệu chuyển hai xuất sắc nhất trong các giải cá nhân, ví dụ như giải câu lạc bộ trẻ tại Bắc Cạn năm ngoái và giải trẻ tại Bắc Cạn những năm trước. Rồi phản công, ai đây? Bản lĩnh của Phan Công Đức truyền cho ai? Kitty Thát chưa được. Lê Hoài Hân, cố lên Lê Hoài Hân. Phá chắn thành công, điểm bóng
cho Long An Lavia 24-0. Tiến Minh công đức rồi cũng sẽ lên chắc chắn. Ariel team kết quả xem trước thế nào? Kết quả xem trước thể công thắng em ơi. Anh chị em đang xem đây là hiệp đấu thứ hai, đang là 24-0. Lại là Kitty Thát, lần này pha tấn công vì rất nỗ lực của ngoại binh người Thái Lan. 25-24 cho thể công. Hiệp đấu đầu tiên thì thể công đã nhẹ nhàng vượt qua Long An với tỷ số 25-19. Và hiệp đấu thứ hai trên sân đang là 25-24, lợi điểm thuộc về thể công. Nhưng thể công đang chống đỡ những pha tấn công của Long An cũng rất vất vả chứ không còn nhẹ nhàng như hiệp đấu đầu tiên. Chàng trai đến từ đất tổ vùng Phú Thọ, Phạm Mạnh Tài phát bóng. Phạm Thủy thể công cố lên, ok cảm ơn bạn Phạm Thủy. Lại là Lê Hoài Ân, bóng lọt càng, cơ hội, Kitty Thát xử lý sao? Phá chắn thành công ra ngoài, một pha gõ bóng bằng cổ tay rất nhẹ nhàng mang điểm quyết định. 26-24 kết thúc hiệp đấu thứ hai. Chung cuộc qua hai hiệp đấu thì thể công tạm dẫn Long An với tỷ số 2-0. Hai đội sẽ đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ ba. Vương Sport thể công nhỉnh hơn mà. Đúng rồi em ơi, thể công nhỉnh hơn. Nhưng Long An cũng phải rất cố gắng và kiên trì. Ít nhất là nếu để thua cũng phải thua khoảng 2-3 để chắt chiu từng điểm một. Một điểm số rất quý báu để cộng với thành tích của vòng 2. Theo em Liên Lê Duy ơi, comment theo em liên đoàn và nhà đài nên mời anh về bình luận để lôi cuốn khán giả để các cầu thủ có thêm chứng nhận nhiều hơn. Ok anh cảm ơn Lê Duy ơi. Cái comment của em là anh đồng ý tại vì nó có cả hai vế. Cái vế thứ nhất là mời anh về, có nghĩa là thuê anh về đấy. Cái vế thứ hai là anh về thì có thể một cái phần bình luận nào của anh cuốn hút thì đem khán giả đến xem nhiều hơn. Xem nhiều hơn thì quảng cáo sẽ tốt hơn. Quảng cáo tốt hơn thì là có tài trợ, có thu nhập và các cầu thủ cũng có một cái phần gì đó thì là anh đồng ý. Chứ còn chỉ nói là thuê anh về thì là khó tại vì anh bận lắm. Nhưng mà để làm cho phong trào tốt lên, các cầu thủ ok lên, mọi thứ ok lên thì anh đồng ý. Tại vì cái sứ mệnh của anh ấy không phải trong bóng chuyền đâu. Trong gia đình cũng thế, trong mọi thứ thế, trong công việc trước đây thế, trong lớp học cũng thế, trong cái gì đấy. Anh là người sứ mệnh được sắp xếp là phục vụ mọi người. Cũng chỉ bằng uy tín thôi nhưng mà mọi người khóa học thời sinh viên đấy bây giờ vẫn đang bầu anh làm như kiểu là trưởng khóa đấy mà anh từ chối liên tục nhưng mọi người vẫn cứ phải bắt anh làm trưởng khóa mặc dù anh chẳng làm gì cả nhưng mọi người kiểu cứ đặt anh như kiểu là ngồi đấy thôi. Còn có đến 4 phụ khóa làm hết mọi việc, anh trưởng khóa nhưng anh không làm gì. Hoặc trong gia đình thì anh lại là người cũng phải đứng lên để phục vụ mọi người. Từ gia đình hai bên nội ngoại, bố mẹ anh em các kiểu và đi đâu cũng thế. Trong làm ăn thì cũng luôn luôn nghĩ đến đối tác, phục vụ đối tác đầu tiên là khách hàng. Những người yêu quý mình sau đó là đối tác. Nên anh sinh ra là người phục vụ nên anh đồng ý. Tang Ngô nói thật tôi chỉ thích xem khi có Đỗ Nguyên Thanh bình luận thôi. Vâng, cảm ơn bạn Tang Ngô hay là bác Tang Ngô rất nhiều. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ 3. Hiệp thi đấu thứ 3, Long An sẽ là đội giao bóng. Phát bóng rất khó, Quốc Duy biên 4 chăng? Không phải. Wow! Một pha tổ chức tấn công chiến thuật nhanh chồng 2-3. Nhanh chồng 2-3 nhưng mà tầm lượn rất xa của Kitty Thát gần sang đến biên 4. Làm mất luôn hàng chắn của Long An, một pha tấn công không chắn. Điểm bóng đầu tiên của hiệp đấu thứ 3 đã thuộc về thể công. Người ghi điểm đó là ngoại binh người Thái Lan. Và về chính anh xuống phát bóng tấn công, phát bóng lỏng tay. Nỗ lực chuyền một của Thanh Giang hơi thu rồi. Vâng, đó là lỗi dính bóng của chuyền hai. Cũng phải kể đến đó là pha phát bóng tấn công lỏng tay của Thái Lan. Ngoại binh người Thái Lan đã làm chuyền một khó dẫn đến tình huống chuyền bóng không được tốt của chuyền hai Long An. Và đội hình ra sân của chuyền hai Long An đã có sự thay đổi. Chuyền hai số 12, xa quá mình nhìn không rõ tên, đã vào sân thay chuyền hai
Bùi Văn Mạnh. Điểm bóng cho Long An 1-2. Tango tôi đang xem trên On Sport, nghe bình luận công tích lại chuyển sang xem để nghe Thành bình luận. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác cùng mọi người sức khỏe. Đó là Quốc Duy. Pha bóng này có thể nói là pha phóng lao từ biên hai các bạn ạ. Quốc Duy từ khi nhận được vitamin CAI dài, anh đã thi đấu cực kỳ bùng nổ. Mình rất hy vọng rằng Quốc Duy sẽ có mặt tại trận chung kết của cúp Hùng Vương năm nay. Thì mình tin 90% Quốc Duy sẽ có mặt tại trận chung kết cúp Hùng Vương. Vừa rồi lại là một lỗi truyền hài dính bóng của truyền hài Long An. 4 điểm của Thể Công thì trong đó cũng phải nói đến là một phần lỗi dính bóng của Long An. Và ngay lập tức truyền hài Bùi Văn Mạnh, chàng trai đến từ Kim Bôi Hòa Bình, đã trở lại sân. Truyền hài mặc áo số 1, lò đào tạo của biên phòng vẫn còn. Ai đây, biên 2 chăng? Không phải, biên 4. Nam Seven, một pha phá chắn thành công. Điểm bóng cho Thể Công 5-1. Có lẽ Long An xin challenge bóng trước khi ra ngoài đã chạm vai của Văn Nam chăng? Không phải. Quyết định của Long An là không challenge. Phạt bóng vẫn là Hồ Hữu Tiến. Mình hy vọng khoảng 3 điểm nữa, Tùng Cột Điện, chàng trai đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa, phụ công cao 2m01 sẽ được ban huấn luyện của Thể Công cho vào sân thử sức. Đập bóng rất nhanh của Phạm Mạnh Tài, chàng trai đến từ đất tổ vùng Phú Thọ. 6-1 cho Thể Công rồi. Đinh Xuân Hưng, Bắc Thanh chỉ hâm mộ Thể Công nhỉ? Có nghĩa là mình là fan cứng của Thể Công từ lâu năm nay rồi. Ngoài Thể Công thì có những đội như Biên Phòng, Quân Đội mình cũng rất hâm mộ. Hoặc là những đội trẻ như là Bình Dương mình cũng rất thích. Hay là bây giờ có đội Đà Nẵng, những đội nào mà thi đấu hồn nhiên, vô tư. Và đặc biệt là các cầu thủ trẻ cần sự khích lệ và động viên là mình luôn luôn hâm mộ và ưu tiên. Pha tấn công vừa rồi, quyết định của trọng tài là bóng ra ngoài, nhưng ban huấn luyện của Long An đã xin challenge bóng chạm hàng chắn của Thể Công. Chúng ta cùng chờ challenge xem. Bóng có chạm chắn Thể Công các bạn ạ. Đồng nghĩa với việc điểm bóng cho Long An 2-6. Phát bóng cực khó. Quốc Duy. Hàng chắn của Long An đã chạm lưới. Điểm bóng cho Thể Công 7-2. Cũng phải rất thông cảm cho những hàng chắn chắn Quốc Duy. Tại vì chắn cầu thủ khác thì không sao, chắn Quốc Duy là phải dướn hơn 100% sức các bạn ạ. Tại vì tầm của Quốc Duy rất cao. Vì trong khi là dướn hơn 100% sức thì đôi khi áo chạm vào lưới là chuyện bình thường. Đó là sự nỗ lực cố gắng. Chúng ta cùng chờ xem phát bóng tấn công của Quốc Duy. Rất mạnh, chuyển một không được tốt rồi. Hữu Trường, chủ công đã được thay Lê Quốc Đạt. Lại là Quốc Duy gõ bóng kỹ thuật. Một pha gõ bóng lòng tay của Quốc Duy mang điểm thứ 8 về cho Thể Công 8-2. Mình hy vọng 12 Tùng Cột Điện, chàng trai cao 2m01, phụ công đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa sẽ được tung vào sân. Những cầu thủ trẻ rất cần được cho vào để va chạm cũng như động viên. Tùng Cột Điện cũng có thể nói là tương lai của Thể Công. Sẽ là người thay thế khi Nguyễn Vũ Hoàng, dị nhân của bóng chuyền chuyên nghiệp, về nghỉ. Hoàng Lưới, Barcelona, em chào anh nhé. Ok, chào Hoàng Lưới.
Phan Mạnh. Xét mấy rồi anh ơi? Xét thứ ba em ơi. Châu Phạm, Phạm Mạnh Tài, cháu mình đấy, hãnh diện phết. Ok, chúc mừng bạn Trâm Phạm nhé. Đã có một người cháu rất tuyệt vời. Tấn công tốt của Lê Ngọc Trí, đối diện số 16, mang điểm thứ 3 về cho Long An, 3-8. Chúc mừng bạn, tại vì bạn có một người cháu là Phạm Mạnh Tài thi đấu rất hay. Ngoài ra còn chúc mừng là Phạm Mạnh Tài đã được ở môi trường quân đội, đó là thể công. Một môi trường đào tạo, đạo đức con người rất tốt. Bỏ bóng ra ngoài của thể công, điểm bóng cho Long An 4-8. Trong cuộc sống mọi người thường hay có câu nói kỷ luật là sức mạnh, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là kỷ luật của cá nhân mới là sức mạnh và mang đến thành công. Nên khi được học tập, thi đấu, rèn luyện trong môi trường thể công, đó là môi trường quân đội, đặt kỷ luật lên hàng đầu thì không còn gì tốt bằng các bạn ạ. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của đối chuyền Ngọc Trí. Điểm bóng cho Long An Labia 5-8. Phát bóng rất mạnh. Đó là Phạm Mạnh Tài, cháu của bạn Trâm Phạm. Vừa nhắc tên đã có một pha lao ngắn cực kỳ tốc độ giữa lưới, mang điểm thứ 9 về cho thể công, 9-5. Thế Dương Bùi bình luận hay quá. Ok, cảm ơn bạn Thế Dương Bùi. Đỗ Minh Hải, Quốc Duy không được lên tuyển buồn quá. Ok bạn, lương trong quân đội không bằng lương doanh nghiệp không? Trọng Tuấn, lương trong quân đội có bằng doanh nghiệp không? Nói về lương thì nó rất khó nói bạn ạ. Điểm bóng về cho thể công 10-5. Doanh nghiệp thì cũng có doanh nghiệp làm ăn tốt thì lương cao, doanh nghiệp làm ăn không tốt thì lương thấp. Nhưng mà nếu mà trong quân đội thì mặt bằng chung là lương cũng rất là ổn áp. Ngoài ra còn nhiều phụ phí khác, cũng như có nhiều ưu đãi khác. Bỏ bóng khéo của Lê Hữu Trường, điểm bóng cho Long An 6-10. Biết Hữu Trường hình như là Nguyễn Hữu Trường thì phải. Chàng trai mà những năm trước là mình thấy toàn bỏ nhỏ bằng hai tay, Phạm Hữu Trường. Nhưng mà sang năm nay thì Hữu Trường đã bỏ bóng kỹ thuật bằng một tay được rồi. Vũ Khánh Hoàng, anh số 9 kia nhìn cao to, đúng rồi, đó là Phạm Hữu Trường. Bỏ bóng bằng hai tay của Kít Thi Thát. Điểm bóng 11-6. Chuyển một không được tốt. Phá chắn thành công của Lê Hoài Ân, đội trưởng Lê Hoài Ân. 7-11 cho Long An. Khương Khương, Văn Hạnh không thấy đánh. À anh ơi, Văn Hạnh ở vị trí đối chuyền cùng với Quốc Duy, nhưng Quốc Duy thi đấu đang ổn. Nên ban huấn luyện để Quốc Duy thi đấu. Tiếp tục một điểm nữa cho thể công 12-7. Vương Sport nếu được đội về nhất thì sẽ hay ngay, đúng rồi. Lê Duy ơi, một cầu thủ quân đội trong bộ môn bóng chuyền thể công ít lắm. Thế Dương Bùi, đội tuyển quốc gia nam lên chuyền hai là Anh Phi và Văn Duy. Ok bạn. Điểm bóng cho Long An 8-12. Vũ Khánh Hoàng mới nhìn tưởng anh số 9 là ngoại binh Brazil. Không phải, đó là Phạm Hữu Trường, một cầu thủ kỳ cựu của Long An. Chàng trai đến từ miền Tây. Long An phát bóng. Bùi Văn Mạnh, chàng trai đến từ xứ Mường, Kim Bôi Hòa Bình.
bỏ bóng. Đó có thể nói là nhét bóng thành công của Quốc Duy. 13-8 cho Thể Công. Nguyễn Thanh Hợi, Phan Công Đức là cháu ruột mình đó. Ok, chúc mừng bác Nguyễn Thanh Hợi đã có một người cháu tuyệt vời, Phan Công Đức. Tương lai rất sáng, đầy đủ mọi tố chất và yếu tố. Và Phan Công Đức lại còn là một cầu thủ điềm đạm nữa. Ý mình nói thế nào nhỉ? Mình quen biết Phan Công Đức rất lâu rồi. Trong giải Vườn Hoa Xứ Mường năm ngoái thì Phan Công Đức cũng thi đấu trong màu áo của Phantom VSD. Mình thấy bạn Phan Công Đức này tính tình rất điềm đạm. Gia đình là thuộc dạng có điều kiện nhưng không hề ăn chơi đua đòi. Tuyệt vời Phan Công Đức. Các bạn vừa được chứng kiến một pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của ngoại binh người Thái Lan Kittithat. 16-8, ngay lập tức ban huấn luyện của Long An đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Và nói về Phan Công Đức gia đình thì có hai anh em trai Phan Công Đức là em kế, còn anh cả là Phan Công Tài thì phải, nhà ngay gần mỏ đá Quỳ Châu, Nghệ An. Bất cứ một trận đấu nào bố của Phan Công Đức là bác Hòe Ruby cũng đều đến cổ vũ. Có những lúc là có cả bố cả mẹ. Có những giải trẻ như tại nhà thi đấu mới của tỉnh Bắc Giang là bác Hòe đã thuê 2 ô tô, gần 100 cổ động viên từ Nghệ An để ra cổ vũ cho Phan Công Đức. Phan Công Đức có một nền tảng gia đình rất tốt, có điều kiện, nhưng mà cầu thủ này lại không hề gọi là bị vào những cái tiêu cực như là các cầu thủ trẻ ngôi sao có điều kiện thường dính khác. Đó cũng phải kể đến một phần, đó là trong môi trường quân đội các bạn ạ. Biên 4 của Nam Sư Vân, bóng trong sân tầm rất cao. 16-8 cho Thể Công. Hoặc trong đội hình trẻ của Thể Công có chuyển ai Hoàng Trung Kiên, cũng là một trong những bạn là có gia đình cực kỳ nền tảng, bố mẹ đều làm sếp và có cực kỳ là điều kiện, có thể nói là có cả quyền cả lực, nhưng mà sống và sinh hoạt cũng cực kỳ điềm đạm, rất là tuyệt vời. Mình nghĩ là ngoài sự giáo dục nền tảng trong gia đình là chính, nhưng mà cái môi trường trong quân đội cũng ảnh hưởng tương đối đến tính cách và cách sống của các bạn. Biên 2 của Quốc Duy, và ném gạch rất rát các bạn ạ. Bóng mỗi khi tiếp tay Quốc Duy là tiếng nổ nó khác hẳn với các cầu thủ khác, nó có độ đanh các bạn ạ. Đó là độ đanh của lực cổ tay. Lâm Liêm, Bùi Văn Mạnh quê ở đâu anh? Bùi Văn Mạnh quê ở Kim Bôi, Hòa Bình em ơi. Nguyễn Hậu, tỷ số sao rồi ai đây? Tỷ số đang là 17-9, đây là hiệp đấu thứ 3. Cách biệt là 8 điểm lợi điểm đang thuộc về Thể Công. Và hai hiệp trước thì Thể Công cũng đã thắng sát nút Long An. Và phối hợp phòng thủ không hiểu ý của Thể Công, điểm bóng cho Long An 10-17. Thế Dương Bùi, chủ công Việt Nam tấn công không ăn thua, nhưng Thái Lan kỹ năng bước một phòng thủ tư duy chiến thuật không bằng. Ok, cảm ơn bạn Chu Xuân Lễ, quá hay bình luận quá. Ok, cảm ơn bạn Chu Xuân Lễ. Bỏ bóng khéo, lăn xả phòng thủ của Minh Hòa, mang lại cơ hội. Phan Công Đức ký bóng sang Quang Đoàn hay là ai? Nhanh chồng của Ngọc Trí, một pha nhanh chồng 2-3 thành công của đối chuyền Long An. Điểm bóng 11-17 cho Long An. Long An cố lên, Lê Hoài Hận cố lên, Minh Hòa cố lên, Ngọc Trí cố lên, Bùi Văn Mạnh cố lên, Quang Đoàn cố lên. Nguyễn Đình Như, anh Thành nói nhiều thế có mệt không? Cũng không mệt em ơi, nó có đam mê thì là không mệt em ạ. Phát bóng chưa qua lưới. Điểm bóng cho Thể Công 18-11. Thế nên một trong những cái yếu tố mà để giúp mọi người thành công trong một lĩnh vực nào đó thì cái yếu tố cũng tương đối quan trọng, đó là đam mê các bạn ạ. Phát bóng tấn công của Quốc Duy rất mạnh. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm bóng cho Long An 12-18. Các bạn mà có đam mê trong một lĩnh vực nào đó thì các bạn làm cái lĩnh vực đấy nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với người không có đam mê. Tại vì với người không có đam mê thì sự vất vả đó là mệt mỏi,
Nhưng mà với người có đam mê thì sự vất vả đó là sung sướng. Nó là được sống với đam mê của mình, được phục vụ, được cống hiến. Nên là bạn hỏi mình nói nhiều thì có mệt không? Mình không hề mệt. Bạn có thể nghe thấy là năng lượng của mình nói rồi. Mình vẫn đang rất là cháy, rất là chảy ra rất nhiều. Phạt bóng ra ngoài rất đáng tiếc của Long An 19-12. Mình chỉ ước gì trên sân sẽ trận đấu diễn ra sẽ là 5 hiệp thì có phải hay hơn không? Nhưng mà có đến 80% sẽ diễn ra chắc là chỉ 3 hiệp thôi. Thể Công đã thắng 2-0 và hiệp 3 đang dẫn với tỷ số 19-12. Chuyển một tốt của Thanh Sang. Ba hàng sau của Ngọc Trí. Bóng đã chạm chắn, Nam Seven phòng thủ không thành công, điểm bóng cho Long An 13-19. Quan trọng nhất là mọi người nghe bình luận mà nói nhiều thì mọi người có đau đầu không thôi. Mọi người đau đầu thì comment đã đau đầu để nói ít. Còn mọi người thấy bình thường thì là mình cứ tiếp tục cháy. Lê Quang Đoàn, Tân Bình đến từ Sanet Khánh Hòa. Chàng trai đang phân phối yến xào thiên nhiên. Sẽ là người phát bóng. Anh chị em nào có nhu cầu mua yến xào thiên nhiên chuẩn và chính hãng có thể liên hệ với chủ công số 5 Lê Quang Đoàn của Long An. Đây là một pha tấn công mang điểm thứ 20 về của ngoại binh người Thái Lan. Ngoại binh người Thái Lan Kittithat của Thể Công đáng đồng tiền bát gạo. Ngoại binh của biên phòng Quan Trai cũng đáng đồng tiền bát gạo. 20-13 cho Thể Công. Hảo Độ cũng đau nhưng thích. Nguyễn Thành ơi, bạn nói rất hay, ok, cảm ơn mọi người. Phạm Mạnh Tài phát bóng. Pha xử lý của chủ công Long An, tay đã chạm lưới, điểm bóng cho Thể Công 21-13. Như vậy là cầu thủ mình rất hy vọng và mong chờ được vào sân. Phạm Thanh Tùng hay còn gọi là Tùng Cột Điện, chàng trai cao 2m01 phụ công đến từ Bỉm Sơn Thanh Hóa đã không được vào sân. Có một chút tiếc nuối nhẹ nhẹ các bạn ạ. 13-21, phát bóng vẫn là Phạm Mạnh Tài. Ngoại binh của Long An sao không thấy vậy? Ngoại binh của Long An được ban huấn luyện cho ra nghỉ rồi. Đó là pha phản công 3-3 của Quốc Duy. 3-3 mà lại bắt khăn mặt rất ít thế các bạn ạ. Rất ít những pha phản công hay tấn công hàng sau 3-3 mà có độ bắt khăn mặt chéo sân. 22-13 cho Thể Công. Với vitamin CIA dài, Nguyễn Văn Quốc Duy đã thi đấu rất nổi bật từ trong trận gặp Ninh Bình và hôm nay là trận gặp Long An. Những điểm cuối có lẽ đều là Quốc Duy chăng? 14-22. Sẽ là một pha chuyền một tốt để Phan Công Đức đẩy ra 3-2 hàng sau cho Quốc Duy bùng nổ. Vâng, quá tuyệt vời, người mình hy vọng và mong chờ, có lẽ ban huấn luyện Thể Công cũng đã nghe được nguyện vọng của bình luận viên Đỗ Nguyên Thành đã cho Tùng Cột Điện, cầu thủ số 2 đến từ Bỉm Sơn Thanh Hóa cao 2m01 Phạm Thanh Hùng vào sân. Thế là trọn vẹn một trận đấu không còn gì tiếc nuối. Đó là bài Quốc Duy phá chắn thành công, đúng như vậy. Điểm bóng cho Thể Công 23-14. Và ngay sau đây Đỗ Nguyên Thành sẽ hy vọng Phạm Thanh Tùng 2m01 sẽ chắn bóng thành công trong pha bóng này. Thì đó là gì đấy, rất hoàn hảo. Quá vui các bạn ạ. Một tài năng trẻ đã được tung vào sân để va chạm. Như một sự động viên cũng như trau dồi kinh nghiệm. Phạm Thanh Tùng không được rồi. Điểm bóng cho Long An 15-23. Phạm Thanh Tùng trùng cả họ cả tên với một chủ công cũng cực kỳ toàn diện của phong trào. Đó là Phạm Thanh Tùng của Lương Sơn, xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Cao chỉ khoảng 1m75 nhưng có thể thi đấu phụ công, chủ công, chuyền một tốt. Đôi khi khó khăn Phạm Thanh Tùng còn có thể chuyền hai. Chàng trai trẻ của Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Thanh Tùng bóng trong sân, quá tuyệt vời. Tùng Cột Điện 2m01 đã ghi điểm set boy cho Thể Công 24-15. Lê Duy Hội comment, anh gọi điện thoại cho Hoàng Phương rồi. Vâng, Lê Duy Hội là cầu thủ vận động viên vật của tuyển quân đội các bạn nhé. Phát bóng ăn điểm trực tiếp 25-15 kết thúc hiệp đấu thứ 3. Chung cuộc Thể Công đã thắng Long An Lavia với tỷ số 3-0. Và xin chúc mừng Thể Công, tập thể ban huấn luyện, toàn bộ các cầu thủ và toàn hệ
toàn bộ những khán giả, những fan yêu quý của Thể Công. Thể Công đã chính thức có mặt tại Cúp Hùng Vương các bạn nhé. Chính thức có mặt tại Cúp Hùng Vương 2023, Thể Công Quốc Duy. Chúng ta chờ xem trận đấu vào khung giờ này ngày mai, xem kết quả trận đấu giữa Ninh Bình và Biên Phòng để xác định chắc chắn đội nào Biên Phòng sẽ là đầu bảng hay Thể Công là đầu bảng. Còn chắc chắn 100% bảng đấu này, hai đội bóng Biên Phòng và Thể Công, hai đội duy nhất mặc trang phục thi đấu của thương hiệu VSD đã cùng nhau đến Cúp Hùng Vương. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nguyễn Thanh ơi, chúc mừng Thể Công, quá tuyệt vời. Anh đến luôn không? Anh không. Mày ở đây đã, từ từ anh bảo. Đó. Hôm nay đội Thể Công mổ lợn. Đội huấn luyện viên Anh Đức của đội trẻ Thể Công mổ lợn. Mời Thể Công tí mày đi vào đấy luôn. Anh Cao bảo rồi nhưng mà dịu lắm. Mày ngại thì không uống. Anh có uống đâu, anh lái xe anh uống. Hello mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Vui quá mọi người à. Phải quay lại thế này để nhìn mọi người như là một sự tôn trọng. Luôn luôn cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ VSD cũng như xem live của Đỗ Nguyên Thanh, Đỗ Nguyên Hưng cũng như fanpage bóng truyền HD Live. Được mọi người cho mình phục vụ là mình luôn luôn vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người sức khỏe, chúc mọi người bình an, chúc mọi người những gì may mắn tốt đẹp nhất của cuộc sống mọi người nhá. Yêu bóng truyền, yêu thể thao, không gì tuyệt vời hơn. Đúng rồi. Không có có sức khỏe thì có ước mong và mong muốn rất nhiều thứ, nhưng không có sức khỏe chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là sức khỏe. Vì vậy mọi người hãy tập luyện thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn Nguyễn Huy Nam, tối có phát không anh? Tối của nữ là anh không phát nhá, tại vì anh không có bản quyền. Bây giờ mình xin phép được tắt like để xuống. Cảm ơn mọi người. Và mình đếm từ 3 đến 1 để mình tắt like mọi người nhá. Cảm ơn bạn Thanh, tôi cùng tuổi bạn đấy. Ok, cảm ơn bạn. Bây giờ xin cảm ơn Đỗ Nguyên Thanh luôn. Cảm ơn những chào anh nhanh rồi. 3, 2, 1. Cảm ơn, chào mọi người.